Em chào tất cả anh chị em. Em quay cho anh chị em, trước mắt mình là một con phi lốt mùa đông cực ấm nha anh em. Nó là của US Army Force, hàng chuẩn quân đội cấp phát anh em ạ. Con này rất là mới nha, báo cáo anh em rất là mới và ấm. Dài quần của nó từ trên này xuống là 112, và cái eo của nó, vòng eo là bụng 92. Ở đây em sẽ review anh em cái thân này này trước. Cái nẹp này này, cái nẹp này là tác dụng của nó là đôn ống quần. Thông thường quần M65 gì anh em hay có dây rút, nhưng mà nó là đôn bằng cái nút này. Mình cài nút lại thì nó đôn ống quần ôm nhỏ lại nha anh em. Đấy, nút của nó có hai cái này. Anh em thích to nhỏ thì anh em tự đôn. Còn dây kéo của nó này, dây kéo đồng một xung toang nha. Anh em xem cái đầu dây kéo của nó một phát này. Đó. Em bấm sát anh em nhiều. Rất là kỹ luôn. Quá định luôn anh em ạ. Dây kéo của nó hơi bị định luôn. Talon, dây kéo Talon. Chữ Talon anh em đọc thấy rõ không? Thằng Talon, thằng M65 đời số 7. Đời số 7 anh em mới có Talon nha. Thì cái thằng này dây kéo của nó là dây kéo Talon nè. Anh em đọc kỹ giùm em rồi nha anh em. Con này rất là mới này. Đây có bả gối đàng hoàng anh em. Có bả gối của nó là phần này nó nhô lên. Đây có một cái túi. Nút hàng xưa cho nên nút nâu. Nhìn khi mình nhìn cái đồ á là biết mình nhìn nút. Nút màu xanh nó đời sau của thằng nút nâu. Đây, dây kéo của nó nút nâu hết anh em. Nút nâu. Nhưng mà ở đây này, rất là mới, mới luôn. Army Force, quân đội Mỹ. Đó, ở đây lại bị dơ một phát anh em. Có một vết dơ này. Anh em nhìn kỹ cái vết dơ này nhá. Đó, vết này như có một cái vết gì nó thấm thấu vào trong cái sợi này. Con này là chất vải kaki. Ở hai bên, nói chung là trên con này có 3 vết. Đây một vết, hai vết và 3 vết nha anh em. Em quay xa để anh em mình nhìn kỹ này. 3 vết. Nhưng mà cái quần này cực ấm. Vào mùa đông anh em bẩn con này thì khỏi cần phải lo là lạnh nữa. Đấy, ở cái phần dây kéo của nó cũng có ký hiệu của thằng Army Force luôn này. Yeah. Hay dây kéo á. Còn cái phần trong anh em nhìn thấy cái phần trong không? Như một cái phao cực dày nha anh em. Phần trong cực dày với như một cái phao này. Nó trần từng đường, phao của nó dày lắm anh em ạ. Em cầm lên anh em cầm. Rất là dày và ấm ha. Con này nói về nếu như trên con quần này không có ba cái chấm dơ này, con này là phải nhảy lên 98%. Nhưng mà vì nó có 3 vết dơ thì em cho nó là 97%. Em nhìn thấy cái dây kéo là anh em biết rồi ha. Rồi. Con này đây, hai cái đầu khóa của nó đều như nhau nha. Talon nha. Bây giờ em lật đằng sau cho anh em xem này. Em được có một con này làm mồi vì anh em biết không? Thông thường một con phi lốt như vậy á là cái bụng của nó, mấy ông này là phải nói là mấy ông đại ca bự á, cái bụng bên trên này là phải là 100 mấy, chứ ít khi mà gặp được một con phi lốt bụng mà có 92 lắm, nhất là 80 còn hiếm nữa. Cái bà mông của ông này từ đây, bà mông á sau đều đẹp hết anh em, chất vải còn có lớp hồ lớp lánh bóng bóng á. Đầu khóa bẩn lên con này mới là đẹp, bẩn lên nó rất là sang luôn, rất là đẹp. Còn cái đai đĩa của nó là tầm dây nịt 4 phân, dây nịt 4 phân trở lại nhé. Cúc kiếc vẫn đầy đủ hết. Con này em bán giá là 4,5 triệu nha nhé. 4 triệu 500 nghìn. Mã 333, 3 con số 3. Rồi ai chốt thì chốt để sưu tầm và
cất vào mùa đông để bẩn thì chốt giùm em con này mã 3, con số 3 nha em. Không lâu lắm giờ em bán con này toàn là sai chào bá không à, chưa khi nào có con như thế này hết. Có con 8 bụng 80 thì là nó ít nhất nó vẫn bị dơ, ít khi mà nó lành lắn lắm. Rồi bây giờ em lên cho anh em một con M51 nữa này. Con này thì size nó hơi bé, size hơi bé nha, size X-small luôn á. Con này thì độ mới không cao, độ mới không được cao, anh em nhìn thấy khúc trên nó hơi xuống màu không, nó hơi trắng trắng á. Cái phần mà nhô ra là nó bị bạc hơn. Còn cái line này, con này thì bụng có 72 và dài 104, tức là size X-small. Cũng là đời dây cúc nâu nha anh em, dây kéo đồng này. Gì á? Mẹ ơi, mẹ giúp con với mẹ. Giúp gì? Cái tem size của nó hơi bị mờ rồi nha. Nó size X-small á. Trời. Rồi. Em bắt đầu review từng phần nha anh em ha. Cái nắp túi, anh em nhìn thấy cái nắp túi này. Nắp túi là cái phần nào nhô ra cồm lên là nó bị mòn hơn anh em. Thì thường cái gì nó to hơn, nó dài hơn là nó bị ma sát trước. Còn phần này nó thấp hơn này nó không bị ha. Cái phần dây kéo như vậy này. Cả hai bên anh em rất là đều. Xuống như vậy thì làm cho con quần nó như kiểu quát quát, quát như quần bò. Đường máy cho anh em xem cái đường máy của nó này. Đó, em nhìn đường trần đôi chưa? Đường máy của nó đấy. Hơi bị đỉnh luôn anh em, mà ai mà lỡ tay mà gỡ cái lớp đường chỉ này ra chỉ có tét tay thôi. Rồi con này tầm được 94%. Không có lủng rách. Nha anh em. Ở đây này nó gọi là lỗi vải này. Do nó lội vải nó bị mọc móc như vậy thôi, chứ không phải là do nó bị hư. Rồi em quay đằng sau nha anh em. Đằng sau cái quần này, sau quần thì nó cũng vậy. Em đứng lên anh em xoay, anh em nhìn thấy kỹ hơn nha. Cái phần từ đùi này xuống thì xanh đều. Còn cái phần mông nó cũng xuống màu. Vì phần này là mình bận quần khi nào cái phần mông nó bị ma sát nhiều hơn phải không ạ? Đấy, như đằng trước vậy thôi. Phần này này nó vẫn trắng hơn và vết in nút. Chỗ này thì không phải dơ đâu nha em, do cái băng keo em dán lên á thì cái này về cạo hay là giặt cái là nó ra. Này thì bao anh em ra luôn vì băng keo nhà em dán lên không có sao đâu. Rồi mông má gì vẫn đều hết nha anh em. Về anh em tút lại cái là đẹp hết à. Con này em sẽ bán với giá là 1,4 triệu. Thông thường anh em thấy M65 hoặc M51 em bán nếu như đẹp 4 triệu đến 4,5 triệu. Con này em bán 1,4 triệu với phần trăm của nó em quay rất là rõ ràng ha. Mã 89, ai chốt thì chốt giùm em ạ. Em cảm ơn tất cả anh chị em ha. Tối bữa nay em lên hai con này thôi. Hai con này anh em ưng con nào thì chốt giùm em số điện thoại em có ghi trên màn hình. Trên hình thumbnail á. Em cảm ơn tất cả anh chị em.